Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách cánh diều bài 78 luyện tập. Bài tập số 1 tính. Câu E. 1/4 cộng 3/8 cộng hai phân số khác mẫu số. Trước hết là các em phải quy đồng. Ta nhận thấy 8 chia hết cho 4. Vậy các em chọn 8 là mẫu số chung. Ta lấy 8 chia 4 bằng 2. 1 nhân 2 bằng 2. 4 nhân 2 bằng 8. 2/8 cộng 3/8. Ta lấy tử số cộng tử số. 2 cộng 3 bằng 5. Giữ nguyên mẫu số là 8. Câu B. Mười hai chia hết cho ba, cho nên chúng ta chọn 12 là mẫu số chung. Lấy 12 chia 3 bằng 4. 7 nhân 4 bằng 28. 3 nhân 4 bằng 12. 5 cộng 28 bằng 33. Giữ nguyên mẫu số là 12. 33/12. Ta thấy phân số này chưa tối giản. 33 và 12 cùng chia hết cho 3. 33 chia cho 3 bằng 11. 12 chia 3 bằng 4. Câu C. 16 chia hết cho 4. Vậy các em chọn 16 là mẫu số chung. Lấy 16 chia 4 bằng 4. 9 nhân 4 bằng 36. 4 nhân 4 bằng 16. 3 cộng 36 bằng 39. Giữ nguyên mẫu số là 16. Câu D. 14 chia hết cho 7. Vậy các em chọn 14 là mẫu số chung. Lấy 14 chia 7 được 2. 4 x 2 bằng 8. 7 x 2 bằng 14. 9 trừ 8 bằng 1. Giữ nguyên mẫu số là 14. Câu E. 15 chia hết cho 5. Vậy các em chọn 15 là mẫu số chung. Ta lấy 15 chia 5 bằng 3. 2 x 3 bằng 6. 5 x 3 bằng 15. 6 trừ 4 bằng 2. 2/15. Câu G. 21 chia hết cho 7. Vậy ta chọn 21 là mẫu số chung. Lấy 21 chia 7 bằng 3. 8 x 3 bằng 24. 7 x 3 bằng 21. 24 trừ 10 bằng 14. Giữ nguyên mẫu số là 21. 14 và 21 cùng chia hết cho 7. 14 chia 7 bằng 2. 21 chia 7 bằng 3. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2, rút gọn rồi tính. Câu E. Ta thấy phân số 8/18 là phân số chưa tối giản. Vậy các em rút gọn phân số này. 8 và 18 cùng chia hết cho mấy? À, cùng chia hết cho 2. 8 chia 2 bằng 4. 18 chia 2 bằng 9. Chín chia hết cho 3. Vậy các em chọn 9 là mẫu số chung. 9 chia 3 được 3. 5 x 3 bằng 15. 3 x 3 bằng 9. 4 cộng 15 bằng 19. 19/9. Câu B.
8 và 24 cùng chia hết cho 8. 8 chia 8 bằng 1. 24 chia 8 bằng 3. 4 và 48 cùng chia hết cho 4. 4 chia 4 bằng 1. 48 chia 4 bằng 12. 12 chia hết cho 3. Ta lấy 12 chia 3 bằng 4. 1 x 4 bằng 4. 3 x 4 bằng 12. 4 cộng 1 bằng 5. 5 phần 12. Câu C. Hai mươi và 15 cùng chia hết cho 5. 20 chia 5 bằng 4. 15 chia 5 bằng 3. 45 chia hết cho 3. 45 chia 3 bằng 15. 4 nhân 15 bằng 60. 3 nhân 15 bằng 45. 60 trừ 4 bằng 56. 56 phần 45. Câu D. 40 và 32 cùng chia hết cho 8. 40 chia 8 bằng 5. 32 chia 8 bằng 4. 4 chia hết cho 2. 4 chia 2 bằng 2. 1 x 2 bằng 2. 2 x 2 bằng 4. 5 trừ 2 bằng 3. 3 phần 4. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3, tính theo mẫu. Trước hết là các em bấm tạm dừng video, các em đọc kỹ mẫu trước nha. Ở đây thầy giáo hướng dẫn các em thực hành luôn. Phép tính thứ nhất là 5 cộng 3 phần 2. Khi chúng ta có phép tính một số tự nhiên cộng với một phân số, thì các em có thể làm ngắn gọn như sau. Các em viết cái số 5 này thành phân số có mẫu là 2. Bằng cách đấy, 5 x 2 bằng 10. 10 phần 2. Các em hiểu 10 phần 2 tức là 10 chia 2 bằng 5. Các em thay số 5 này bằng phân số 10 phần 2 thôi. Cộng với 3 phần 2. 10 cộng 3 bằng 13. 13 phần 2. Được chưa? Tương tự 3 phần 4 cộng với 2. Các em lấy 4 x 2. 4 x 2 bằng 8. Như vậy số 2 này các em viết thành 8 phần 4. 3 cộng 8 bằng 11. 11 phần 4. Được chưa? Ở đây các em lấy 5 x 2 này. Ở dưới này các em lấy 4 x 2 này. Các em nhân chéo lên thôi. Tương tự, chỗ này các em nhân chéo lên này, 9 x 3 bằng 27. 27 phần 9. 8 cộng 27 bằng 35. 35 phần 9. Câu B. 1 trừ 1 phần 2. Các em làm tương tự câu E. Các em nhân chéo lên, 1 x 2 bằng 2. 2 phần 2. 2 trừ 1 bằng 1. 5 nhân chéo lên, 5 nhân 3 bằng 15. 15 phần 3. 15 trừ 7 bằng 8. 8 phần 3. Kem nhân chéo lên, 2 nhân 3 bằng 6. 6 phần 2. 11 trừ 6 bằng 5. 5 phần 2. Bài tập số 4, chọn đáp án đúng.
Báo gấm và lợn rừng cùng chạy. Khi lợn rừng chạy được 1 phần 6 quãng đường, thì báo gấm chạy được 1 phần 2 quãng đường đó. Hỏi báo gấm chạy nhanh hơn lợn rừng bao nhiêu phần quãng đường? À, muốn biết báo gấm chạy nhanh hơn lợn rừng là bao nhiêu phần quãng đường, thì ta lấy quãng đường của báo gấm trừ đi quãng đường của lợn rừng. Quãng đường của báo gấm là 1 phần 2. 1 phần 2 quãng đường trừ đi quãng đường của lợn rừng là 1 phần 6 quãng đường. 6 chia hết cho 2, 6 chia 2 bằng 3, 1 x 3 bằng 3, 2 x 3 bằng 6, 3 trừ 1 bằng 2, 2 và 6 cùng chia hết cho 2, 2 chia 2 bằng 1, 6 chia 2 bằng 3. Như vậy báo gấm chạy nhanh hơn lợn rừng 1 phần 3 quãng đường. Các em chọn đáp án D. Bài tập số 5. Nguyên liệu mẹ mua về làm bánh gồm có 9/4 kg gạo nếp, 1/2 kg đỗ xanh, 3/4 kg thịt. Hỏi mẹ đã mua tất cả bao nhiêu kg nguyên liệu? À, tất cả thì chúng ta cộng lại thôi. Mẹ đã mua tất cả số kg nguyên liệu là 9/4 gạo nếp cộng với 1/2 đỗ xanh cộng với 3/4 thịt. Rồi, các em tính ra giấy nháp và viết kết quả vào đây thôi. 9/4 này, 4 chia hết cho 2, lấy 4 chia 2 bằng 2, 1 x 2 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 9 cộng 2 cộng 3 bằng 14, 14/4, 14 và 4 cùng chia hết cho 2, 14 chia 2 bằng 7, 4 chia 2 bằng 2, như vậy là bằng 7/2 kg. Đáp số. Bài tập số 6. Hãy giúp bạn voi tìm được vườn mía bằng cách thực hiện đúng các phép cộng, phép trừ hai phân số trên đường đi. Rồi, vườn mía ở tận chỗ này. Để đến được vườn mía thì các em phải giúp bạn voi thực hiện các phép tính này. Tám phần chín cộng 1/3. 9 chia 3 được 3. 1 x 3 bằng 3. 3 x 3 bằng 9. 8 cộng 3 bằng 11. 11/9. 4 chia 2 được 2. 1 x 2 bằng 2. 2 x 2 bằng 4. 3 trừ 2 bằng 1. 18 chia 3 bằng 6. 1 x 6 bằng 6. 3 x 6 bằng 18. 7 trừ 6 bằng 1. 12 chia 3 bằng 4. 2 x 4 bằng 8. 3 x 4 bằng 12. 8 trừ 7 bằng 1. 12 chia 6 bằng 2. 4 x 2 bằng 8, 6 x 2 bằng 12, 8 cộng 1 bằng 9, 9 chia 3 được 3, 12 chia 3 được 4, 20 chia 4 được 5, 3 x 5 bằng 15, 4 x 5 bằng 20, 19 trừ 15 bằng 4. 4 và 20 cùng chia hết cho 4. 4 chia 4 bằng 1. 20 chia 4 bằng 5.
12 chia 4 bằng 3. 3 x 3 bằng 9. 4 x 3 bằng 12. 9 cộng 9 bằng 18. 18 và 12 cùng chia hết cho 6. 18 chia 6 bằng 3. 12 chia 6 bằng 2. 10 chia 5 bằng 2. 2 x 1 bằng 2. 5 x 2 bằng 10. 2 cộng 2 bằng 4. 4 chia 2 bằng 2. 10 chia 2 bằng 5. 15 chia 5 bằng 3. 4 x 3 bằng 12. 5 x 3 bằng 15. 12 trừ 2 bằng 10. 10 và 15 cùng chia hết cho 5. 10 chia 5 bằng 2. 15 chia 5 bằng 3. 18 chia 2 bằng 9. 1 x 9 bằng 9. 2 x 9 bằng 18. 9 cộng 9 bằng 18. 18 chia 18 bằng 1. Tử số bằng mẫu số, phân số bằng 1. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.